Rồi, mình bắt đầu ạ. Câu số 1, đây là những câu dễ rồi các em ạ. F2 lần lớp chất không tan trong nước và có màu gì? À, cái này bạn nào mà theo dõi trên fanpage của thầy, bạn nào mà năng theo dõi trên fanpage của thầy là bạn ấy biết ngay là chọn là đáp án nào, đúng không? Bởi vì là cái câu này thầy đã cho một cái hình ảnh rất là đẹp, lung linh ở bên trên fanpage của thầy rồi. Thế nên là bạn nào mà chưa follow fanpage đấy thì follow đi nhá. À, F2 lần lớp chất không tan trong nước và có màu gì ạ? Có màu trắng xanh nhá các em nhá. Màu nó rất đẹp luôn đấy. Câu số 2 ạ. Câu số 2. Dung dịch sắt carozơ có thể hòa tan được CO2 hai lần tạo thành dung dịch có màu gì? Thì các bạn lưu ý cho thầy này. Sắt carozơ là có hoạt đa kể nên hòa tan CO2 hai lần tạo thành dung dịch có màu xanh lam nhá. Rất dễ thôi ạ. Câu số 3. Tính chất hóa học chung của kim loại là gì? Thì các bạn lưu ý cho thầy này. Tất cả mọi anh kim loại thì nó đều có xu hướng nhường e. Đúng không? Nó đều có xu hướng nhường e. Đấy, thế thì những anh mà nhường e ấy thì nó sẽ lên số xóa là dương nở. Vậy thì tất cả các anh kim loại thì nó đều có gì? Nó đều có một tính chất hóa học chung, đây là tính khử các em nhé. Tính khử. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu số 4 đó. Sắt 3 oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Ồ, quá đơn giản rồi. Sắt 3 oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Vậy công thức khoa học của sắt 3 oxit là gì? Đây là một câu rất dễ, câu này đối trẻ con à. Đúng không? Câu này lớp 8 cũng làm được. Nó là Fe2O3 đúng không em? Các em comment nhanh 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 nữa lên, nhanh nữa lên, nhanh tay lên. Các bạn còn comment chậm hơn cả thầy giải này thì toang. Câu số 5 ạ. Để điều chế kim loại đồng, người ta có thể cho khí hydro vào phản ứng với CO đun nóng. Rồi. Phương pháp điều chế kim loại đồng như trên là phương pháp nào? Hydro này cộng với lại CO này thì tạo thành này H2O này cộng với lại CU này. Được chưa? Vậy đấy được gọi là phương pháp nhiệt luyện, đúng không? Nhiệt luyện, đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu số 6. Tiến hành thủy phân metin acetat CH3 COO CH3 trong dung dịch NaOH đun nóng thì mình thu được gì? CH3 COO Na cộng CH3 OH. Với hỗn hợp thu được sản phẩm thu được sau phản ứng thì có chứa những anh gì ạ? Đây. Thì mình sẽ chứa là CH3CONa và CH3OH. Hỗn hợp sản phẩm thu được chắc chắn chứa CH3OH. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em nhé. Câu số 7 ạ. Hợp chất nào sau đây là đồng phân cấu tạo của glucose? Thì nghĩ rằng là cho đến thời điểm này sẽ có khá nhiều bạn bị quên bớt bớt phần hữu cơ rồi. Nhá, cái câu chuyện này là câu chuyện của đa số các em bởi vì các bạn chưa học rõ bản chất, các bạn chưa hiểu bản chất thì bây giờ các bạn bắt đầu bộc lộ những cái điểm yếu của mình. Và thầy nghĩ rằng là cái cách duy nhất để cho giúp cho tất cả các bạn và các em lấy lại được gốc đấy là mình phải giải thật nhiều đề lên, nhưng đề nó phải sát nha. Đề nó phải sát nha. Trong quá trình làm sách luyện đề của thầy. Trong quá trình làm sách luyện đề của thầy. Trước Tết âm lịch có khá nhiều bạn inbox hỏi thầy là thầy có bán sách luyện đề không? Câu trả lời của thầy là không. Bởi vì thầy biết rằng kiểu gì tháng 3 bộ cũng sẽ có một cái đề để minh họa. Và y như rằng tháng 3 để bộ có đề minh họa. Thế thì khi mà bộ có đề minh họa lại thì những cái cuốn sách luyện đề ra trước cái đề minh họa của bộ là nó sai hết cấu trúc đề minh họa. Và cái đề minh họa của bộ ấy nó có một đặc điểm rất quan trọng, đấy là nó cung cấp cho người dùng là cái cấu trúc đề sát về đề thi thật nhất, cấu trúc nhá chứ không phải là dạng bài nhá. Và ở bên trong đề minh họa có hai cái câu khiến cho giới mộ điệu môn hóa bật ngửa, đấy là hai cái câu thực tế, một câu lấy từ chương trình lớp 10 lên bởi vì thầy Minh dạy lớp 10 nên thầy Minh biết, và một câu là câu về phân bón, thực tế tính toán phân bón này, thực tế là ngày xưa là thầy học trường sư phạm là thầy đã làm được cái dạng câu đấy rồi. Nên các em thấy rằng là khi mà thầy like chữa đề minh họa thì không có một cái khó khăn gì đối với thầy. Thế nhưng mà khó khăn với khá nhiều các thầy cô không phải học giáo dân trong trường sư phạm, bởi vì mọi người thấy cái dạng đấy nó lạ. Thế thì các em có thể mở những cái cuốn sách luyện đề mà các em mua trước khi có đề minh họa, các em sẽ thấy rằng là nó không có cái kiểu của hai câu đấy, đúng không? Thế là toang rồi, tại vì năm nay là nó có kiểu hai câu đấy đấy. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Thế nên những bạn nào mà đã và đang làm những cái đề mà không có hai cái câu thực tế đấy thì có thể đề đấy của em nó đang chưa đúng cấu trúc.
thì các em cần phải chỉnh lý ngay, cần phải stop ngay và chọn những cái đề chuẩn cấu trúc để làm, để mình tránh mất thời gian nhé, tránh mất thời gian vào những việc làm những cái đề vô nghĩa. Ok không ạ? Tiếp tục nhá. Hợp chất nào sau đây có đồng phân cấu tạo, hợp chất nào sau đây đồng phân cấu tạo glucose, thì glucose là C6H12O6 các em nhỉ. Và C6H12O6 thì nó cũng là công thức phân tử của fructose, đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Giá như thầy like tối qua thôi. Các em cứ học thầy liên tục ấy, thì những cái bài này nó đơn giản thôi mà. Câu số 8 ạ. Câu số 8. Ủa ơi, Tuyên Dương, ủa các bạn comment xịn đấy. Rồi, Tuyên Dương tất cả các bạn đã comment đáp án nha. Câu số 7 đáp án B. Câu số 8 là trong công nghiệp muối amoni nitrat, nhiều bạn quên cái công thức này lắm. NH4, NO3. Nhá. Được sử dụng để sản xuất phân bón thuốc nổ, công thức của amoni nitrat là A. Quá dễ. Câu 9 ạ, nguyên tố hóa học không thuộc nhóm 1A là. Thế thì mình phải thuộc cái bọn 1A nhé. Bọn 1A là lâu, nay, không, rảnh, chơi, phẩy. Lâu nay không rảnh chơi phẩy. Vậy 1A chúng ta trong này là gì ạ? Kali. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 10 ạ. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phương pháp trùng ngưng? Úi rồi ôi, câu này toang. Câu này toang chặt các em à. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng pháp trùng ngưng? PE là trùng hợp. Bởi vì PE là đi từ monomer là ethylene. Polyvinyl clorua là đi từ monomer là vinyl clorua. Cao su buna là đi từ monomer là butadien. Thì ba thằng này thì đều nó là trùng hợp bởi vì nó đều có nối đôi CC. Vậy chỉ có anh ni lông 6,6 là trùng ngưng thôi, vì ni lông 6,6 là trùng ngưng đi từ axit adipic cộng với lại hexa. Được chưa? Hexa methylen diamin. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án C. À, câu số 9 để bài hỏi là không thuộc ạ. Sorry các em, câu số 9 hỏi là không thuộc, không thuộc thì là B, sắt. Thank you các em nhá, thank you các em. Thầy là nhìn thấy tưởng thuộc. Câu số 10 đáp án C ạ. Câu số 11. Nhựa polyvinyl clorua được sử dụng để sản xuất ống dẫn nước, vỏ bọc dây cáp điện. Đúng rồi, câu số 9 là không thuộc. Vỏ bọc dây cáp điện PVC sẽ thu được khi tiến hành trùng hợp vinyl clorua. Phân tử vinyl clorua không chứa nguyên tố nào sau đây? Đây, vinyl clorua ấy. Có C, có H, có CL đúng không ạ? Có C, có H, có CL, vậy nó sẽ không chứa anh nào. Nó có chứa hydro, nó có chứa carbon, nó có chứa clo, vậy không chứa anh oxy. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 12 ạ. 12 nào các em. Hợp chất nào sau đây thuộc loại amino acid? Benzen không phải amino acid. Glucose không, aniline không. Đáp án đúng là đáp án B. Glycine. Câu 13 nào. Câu 13. Để điều chế cái loại natri có thể dùng phương pháp nào sau đây? Ôi giời, natri hay lắm. Cái phần này là phần về kim loại kiềm, nếu mà đúng thực như chương trình thì bây giờ chúng ta mới học đến nhôm thôi, nhưng mà nhiều bạn đã hoàn thành trước chương trình rồi. Nhưng mà cái câu chuyện mà các bạn học nhanh ấy và không chắc, đấy là câu chuyện của đa số các bạn học sinh lớp 12 hiện tại bây giờ. Tại vì là các bạn học lướt 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 và các bạn chỉ có tập trung vào làm bài tập thôi. Có bao nhiêu bạn trong cái buổi học ngày hôm nay khi làm những cái bài thi và bài kiểm tra toàn sai cái câu lý thuyết ngu giơ tay để xem nào. Có bao nhiêu bạn? Có bao nhiêu bạn? Nhiều lắm. Hôm qua nhá, thầy dạy lớp óp nhá, mà thầy hỏi một cái câu này mà một đứa học giỏi gần như nhất lớp óp của thầy còn trả lời sai. Là NaHCO3 là muối gì? Là muối gì? A. Trung hòa. B. Bazơ. C. Kiềm. D. Axit. Nào các bạn thử trả lời cái này. NaHCO3 của thầy là muối gì? Cái này hay lắm, bởi vì nhá, thực ra ấy, trong quá trình game học ấy, các em cứ đua nhau học hết chương trình sớm mà các bạn quên mất gốc. Quên mất gốc, các bạn học cứ như kiểu là cưỡi ngựa xem hoa, thế là toàn. Hôm vừa rồi đây nhá,
lớp off của thầy Minh tại Hà Nội nhá. Mới học đến nhôm thôi. Thế các em biết, thế mà các em biết không, trong lớp off của thầy có hai bạn là điểm thi thử đại học lần 2 của trường Trung học phổ thông Kim Liên nhé. Hai bạn là cao top 1 và top 2 của trường Kim Liên. Nên là không phải cứ học nhanh là thánh đâu. Học chậm mà chắc đôi khi lại là xịn. Thực ra là cũng các bạn ấy khối lượng kiến thức cũng tiếp thu nhiều đấy các em ạ. Một tuần học thầy 2 buổi. Mà các bạn ấy học là phần thầy dạy cho đến mức mà các bạn ấy giải được câu điện phân khó nhất đấy năm ngoái rồi mà. Thế mới kinh. Nào các bạn chọn đi xem nào. Muối gì? Trung hòa hay kiềm hay bazo hay acid? Chọn thầy một đáp án thôi. Nói đây bạn chọn sai luôn. Cứ thử mạnh dạn chọn xem nào. Câu này là phần kiến thức lớp 11 nhá. Nhưng mà rất hay thi ở trong chương trình lớp 12 đấy. Thì nhiều lắm. Ô, đừng nhìn các bạn học bên trong khóa của thầy nhá. Các bạn ấy học học khóa S2, học khóa tổng ôn các bạn biết hết rồi. Tại vì thầy dạy qua cái bài này rồi. Đây là dành cho những bạn này mà có khéo, nhiều bạn học xong tổng ôn rồi cũng không biết cái câu này cơ. Nhiều bạn không phải học sinh của thầy ấy mà. Học xong tổng ôn rồi không biết cái anh này đáp án gì cơ. Thề, hiện tượng này nhiều lắm. Muối gì ạ? Đây là thầy lý giải cho em nghe nhá. NaHCO3 này này, cái anh này này là muối nhưng mà anion gốc axit còn hiro nên nó được gọi là muối axit. Đừng đứa nào chọn muối trung hòa nhá, đừng đứa nào chọn muối bazơ, đừng đứa nào chọn muối kiềm nhá. Muối axit. Được chưa? Đấy. Thôi mình quay trở lại câu 13 của mình. Thấy chưa? Nhiều bạn làm sai chưa? Đây là phần kiến thức lớp 11 nhá. Và cái này sẽ phải được nói ở bên trong khóa tổng ôn. Nhá, nên bạn nào mà tổng ôn mà các em học mà các em không có làm đúng được câu này hoặc là không biết chọn câu này đáp án gì thì các bạn phải đọc ngay lại cho thầy sách giáo khoa lớp 11 cho thầy. Nhớ chưa? Nếu không là đi thi là toang đấy. Rồi, nếu mà các em không biết cái câu này thì bởi vì tối nay thầy Minh đã nói cho em biết cái câu này thì các em có thể là ủng hộ thầy bằng cách là chia sẻ lại buổi học này lại về tường được không ạ? Chia sẻ buổi học này lại về tường để ủng hộ thầy Minh ạ. Rồi, mình có ạ. Nào mình có. Câu 14, dung dịch có pH 13 để điều chế kim loại natri. Có thể sử dụng phương pháp nào sau đây? Điện phân dung dịch muối natri clorua, không được, không thể điều chế natri được. Kim loại kali càng không được. Natri oxit với khí hiro càng không được, đúng không? Điện phân nóng chảy muối natri clorua mới đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Điện phân nóng chảy NaCl này. Điện phân nóng chảy tạo thành Na cộng 1/2 Cl2. Thế bây giờ thầy hỏi sâu hơn một tí này. Đố các em biết clo thoát ra ở anode hay ở cathode? Đấy. Đố các em biết khí clo thoát ra ở anode hay ở cathode? Khí clo thoát ra ở anode hay ở cathode? Các bạn comment xem nào. A hay K? Này đừng đứa nào chọn là cả A cả K nhé. Đừng đứa nào dại dột chọn cả A cả K. Đấy, đố biết đấy. Đấy, điện phân nóng chảy thì ngon rồi. Nhưng bây giờ cái câu chuyện của chúng ta là clo thoát ra ở bên anode hay ở cathode. Nó là một câu chuyện khá thú vị. Và đôi khi nhiều bạn học điện phân lại không biết cái câu này là đúng hay là sai. Buồn lắm ấy, bởi vì trong quá trình thầy đi dạy ấy, đi dạy lớp off của thầy thì chúng nó bị lừa, thì thầy chúng nó bị thầy lừa xong rồi bị ăn vố đau thì không sao cả. Lớp online thì chúng nó chắc là không bị lừa đâu, bởi vì là chúng nó nghe giảng rồi. Nhưng mà nhiều đứa mà không có, nhiều đứa mà buổi live mà không học mà về nhà không coi lại video hoặc coi lại video theo kiểu chấp chới ấy, thì vẫn bị lừa nhá. Thầy nhắc lại là khóa live của thầy nó sẽ chỉ hiệu quả 100% với những bạn nào học trực tiếp trên live nhá. Còn những bạn nào mà không học trực tiếp trên live mà coi lại video thì phải thực sự nỗ lực. Rồi, anode chính xác. Thoát ra anode. Đấy. Học với thầy Minh là không chỉ được ôn lại kiến thức lý thuyết mà đôi khi còn bị lừa sấp mặt. Câu 14. Dung dịch pH nhỏ hơn 7 ạ. pH nhỏ hơn 7 nó là axit đúng không em? Dạ. Yeah. Chọn đi là 14 đáp án gì nào. Dung dịch axit thì nó chỉ có thể là HCl. Đúng không? Ok chưa? Câu 15.
Đưa dây sắt nóng đỏ vào bình thủy tinh chứa đầy khí oxy. Dây sắt cháy sáng như hình minh họa. Ở dưới đây phản ứng tạo thành là, đây mình có sắt thì nó là Fe cộng với oxy nhá. Dây sắt cháy sáng như hình minh họa thì Fe cộng oxy thì tạo thành F3O4. Đáp án đúng đáp án C, các bạn nhớ nhá. Đây là bài sắt. Câu 16. Khí nào sau đây có thể làm quỷ tím trở nên màu xanh? Quỷ tím trở nên màu xanh tương đương với tôi tính 3 giờ. Quỷ tím ẩm nhá. Metinamin này, CH3N2, cháu này còn gì nữa? Cháu này tính 3 giờ. 3 giờ mạnh hẳn hoài nhá. 3 giờ mạnh hẳn hoài. 17. Nước cứng là loại nước chứa nhiều ion nào? Ui, vừa mới dạy xong bài nước cứng xong ạ. Nước cứng là loại nước chứa nhiều ion nào? Các bạn chọn đây xem nào. Nước cứng là loại nước chứa nhiều ion nào? Canxi 2 cộng và magie 2 cộng đúng không? Đáp án đúng là đáp án B. B. Câu 18. Khi cho kim loại kẽm vào dung dịch HCl, loãng dư thấy thoát ra khí không màu. Zn cộng HCl thì tạo thành ZnCl2 cộng H2. Được chưa? Vậy khí thoát ra không màu là khí hydro. C. Câu 19. Trong các hợp chất thì nhôm có số xóa phổ biến nó là bao nhiêu? Nó là dương 3. Dễ quá. 20. Chất nào sau đây không thuộc loại chất béo? Không thuộc loại chất béo nhá, các em lưu ý nhá. Anh này chất béo, anh này chất béo, anh này chất béo. Đúng không? Chất béo là trieste được tạo bởi từ glycerol và các axit béo. Vậy ở đây chỉ có B thôi là không phải là chất béo. 21. 21 ạ. Mấy câu cuối đề này mới thể hiện một cái skill giải bá đạn. Hợp chất nào sau đây khi cho phản ứng với HNO3 đặc đun nóng và giải bóng khí NO2? Thế thì mình nhìn thấy ở đây là nitơ này, nitơ dương 5 về nitơ dương 4 nha các em nhé. Có nghĩa là nó có sự thay đổi số xóa. Có nghĩa là HNO3 ở đây thể hiện tính oxy hóa. Vậy thì phải có một thằng thể hiện tính khử. Sắt dương 3 hết tính khử rồi. Sắt dương 3 hết tính khử rồi. Sắt dương 3 hết tính khử rồi. Vậy chỉ còn anh này thôi. Dương 8/3 chưa phải cao nhất nên vẫn còn tính khử. Nên 21 chúng ta đáp án đúng là đáp án D các em nhé. 22 ạ. 22 nào. Úi dồi ôi, tuyên dương tất cả các bạn đã comment nhiệt tình nhá. Tuyên dương tất cả các bạn và các em. Câu 22 ạ. Polymer nào sau đây thuộc loại polyamide? Polymer nào sau đây thuộc loại polyamide ạ? Polymer nào? Polyamide nhá. Polyamide là phải có liên kết NHCO đấy ạ. Nitron không, nitron là đi từ monomer anh này này. Nên là không có NHCO. Cao su buna mình là đi từ monomer là anh này này. Không có. Polyethylene là đi từ anh này này. Monomer cũng không có. Nylon 6,6 mới có. Nhá. Được chưa? Nylon 6,6 mới có. Công thức của nylon 6,6. 6 carbon này. Được chưa? O này. NH này. 6 carbon này. Đây. O. NH. Đấy, đây là nylon 6,6. N này. Thì đây mình sẽ có đây. Polyamide NHCO đây. Được chưa? Tao đúng đáp án gì? 23. Chất nào sau đây không cho kết tủa khi phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3? Lưu ý thầy từ không. Acetylene là có kết tủa màu vàng. Nhá. Được chưa? Không cho kết tủa. Etanan là cháu này, CH3, CHO, kết tủa bạc. Methyl format HCOO CH3 cho kết tủa bạc. Vậy ở đây chỉ có anh nào thôi? 23 ý B đúng không? Ethanol là không thể cho kết tủa được. Câu 24. Nhận xét nào sau đây là đúng? Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng. Thủy phân sen thu trong dịch axit thu được xác. Sai chưa? Phân tử tinh bột được tạo thành từ các đơn vị beta, sai, alpha, g. Phân tử sắt tạo thành hai đơn vị alpha, sai. Đáp án đúng đáp án A. Câu này thì kiểm tra lại tí kiến thức đầu năm lớp 12 nhỉ? Mà nghe vẻ toàn nhiều. Câu 25. Cho m gam alanin. Úi dồi ôi, câu này hay này. Câu này hay cực luôn. Câu này sử dụng skill của thầy giải nó nhanh cực. Alanin nhá. Phân tử khối thuộc luôn 89 này. Cộng cao H này. Thu được muối này. Muối này nó có công thức là ala này.
trừ 1 hydro này cộng 1 kali này. Vậy mình tìm được số mol của alanin luôn nhá, bằng 2,54 chia cho bằng một đơn này, ala 89 này cộng với này 39 trừ đi 1 là 38 bằng 0,02 mol. Vậy bảo toàn ala, mình tìm được luôn số mol của ala bằng 0,02. Mình tìm được số mol ala bằng 0,02 thì nhân với 89 là ra khối lượng luôn 1,78. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 26 ạ. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch FeCl3 để tạo thành sản phẩm chứa FeCl2? Không nhé. Đồng tổng cộng với lại sắt dương 3 để tạo thành sắt dương 2, đúng. Sắt chắc chắn có, kẽm chắc chắn có, không là ở đây là bạc. C. 27. Điện phân dung dịch COS4 á. Điện phân. Úi dồi, đây này, có bạn em, bạn ấy bảo là học kỳ 1 xài skill của thầy em xử mấy câu hữu cơ vèo vèo. Đúng rồi. Dễ mà, các skill của thầy nó đặc biệt lắm. Nó là kinh nghiệm luyện thi 11 năm của thầy cơ mà. Điện phân. Vậy mình sẽ tìm được số mol CO4 là 0,1 nhân 0,2 bằng 0,02. Đến khi có khí bắt đầu thoát ra tại cathode. Đến khi có khí bắt đầu thoát ra tại cathode thì nếu bạn nào mà học cái khóa điện phân của thầy ấy, khóa nền tảng ấy, thì bạn ấy sẽ biết được rằng là đến khi bắt đầu có khí thoát ra tương đương với lại đồng 2 cộng bị điện phân hết bên cathode. Được chưa? Vậy điện phân hết thì ra hết đồng, đúng không? Vậy toàn bộ lượng đồng sinh ra bám vào cathode, vậy nó là 0,02. Vậy câu chuyện chúng ta bây giờ chỉ đơn giản là 0,02 nhân 64 bằng 1,28 gam mà thôi. Trong cái đề chúng ta làm luôn luôn có những từ chốt và quan trọng nhất là chúng ta phải biết bắt chốt nhá. 28 á. Phần trăm khối lượng của carbon trong phân tử saccharose. Saccharose là C12 H22 O11. Phân tử khối bằng 342. Vậy phần trăm khối lượng carbon là 12 nhân 12 chia 342 bằng nhân 100% 42,1. Đáp án đúng là đáp án A. Đáp án đúng là đáp án A, 42,1. Câu 29 á. Hỗn hợp khí X gồm. Hỗn hợp khí X gồm CH6 CH3 NH2 dẫn 3,36, số mol là 0,15. Hỗn hợp X và dung dịch FeCl3 dư thì thu được kết tủa là FeOH 3 lần. 4,28 chia cho phân tử khối ạ. 4,28 chia cho mẫu đơn 56 cộng 17 nhân 3 bằng 0,04 mol. Thế thì ngay lập tức từ đây nhá, chúng ta sẽ tìm được số mol của CH3NH2. Mình suy được số mol OH trừ chính bằng số mol nhóm NH2 và bằng 3 lần số mol FeOH 3 lần, thằng này lấy 3 OH. Và nó bằng bao nhiêu? Nó bằng là 0,04 nhân 3 bằng 0,12. Ok chưa? Vậy mình sẽ có số mol CH3NH2 là 0,12 mol. Vậy ngay lập tức mình sẽ tìm được số mol của CH6, 0,15 chứ 0,02 bằng 0,03. Ok không? Bây giờ đề bài hỏi chúng ta nhé, là đốt cháy 3,36, có nghĩa là vẫn đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp khí này. Dư. Thu được CO2. Vậy câu chuyện bây giờ chúng ta đi bảo toàn carbon. 0,03 nhân 2 cộng 0,12 nhân 1 bằng 0,03 nhân 2 cộng 0,12 nhân 1 bằng 0,18. 0,18 mà nhân với 2,4 4,032. Đáp án đúng đáp án gì ạ? 4,032. Đáp án đúng đáp án gì? Câu 30. Để điều chế từ oxit sắt 3, người ta tiến hành thí nghiệm sau. Trộn bột nhôm dư với 3,2 gam bột Fe2O3. 3,2 mình sẽ tìm được số mol đấy ạ.
3,2 chia 160 bằng 0,02 mol. Vậy mình sẽ thu được là Al2O3 cộng Fe cân bằng phương trình. Vậy tìm được số mol sắt luôn, 0,04. Đây bài hỏi là M gáp sắt. Đấy, câu chuyện đơn giản quá. 0,04 nhân 56 bằng 2,24 gam các em nhỉ. Ngon hành cành đào. Thực ra đây là một cái đề thi giữa học kỳ 2 nên là cái câu chuyện nó vẫn đơn giản lắm, nó không khó như đề thi trung học thông quốc gia đâu. Và hôm tới đây, buổi tới đây, khi mà thầy live stream thầy chữa ra một đề thi trung học thông quốc gia thì chúng ta sẽ được cảm nhận, chúng ta sẽ được trải nghiệm về đề thi thật. 31 ạ. Cho các polymer sau. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là polyethylene là 1, polyacrylonitrile là 2, polybutadiene là 3, nylon 6,6 là trùng ngưng. Ba cháu. Đấy, chúng ta phải luyện đến mức thượng thừa như thế này. Và tất cả các bạn học sinh học xong khóa luyện đề của thầy thì đều làm được cái mức độ thượng thừa như vậy. Câu 32 ạ. Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam magie, mình tìm được số mol magie. 3,6 chia 24 bằng 0,15. Vào dịch H4 loãng thì thu được khí hydro cũng là 0,15. 0,15 mà nhân 2,4 thì bằng 3,36 lít dê. 33. Tiến hành các bước thí nghiệm như sau. Nhận xét nào sau đây là đúng? Một nhúm bông, bông là cellulose nhé. Vào dịch H4 đun nóng nhẹ đồng thời khuấy đều đến khi thu được dung dịch đồng nhất, đây là thủy phân rồi. Thủy phân. Thì sen thủy phân tạo thành glucose. Trung hòa thì bỏ hết axit đi. Xong rồi cho vào AgNO3 dư đun nhẹ thì glucose trắng bạc sinh ra hai bạc. Vậy sau bước 3 xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc là đúng. Dung dịch thu được sau bước 2 có thể hòa tan được CO2 lần tạo thành sản phẩm dung dịch màu xanh lam, chính xác. Bởi vì lúc này là glucose. Glucose thì chúng ta sẽ có là phức màu xanh rồi. Sau bước 2 nhỏ dung dịch iốt vào cốc thì thu được dung dịch màu xanh tím. Bước 2 nhỏ iốt vào không bao giờ thu được. Trong này có tinh bột đâu mà màu xanh tím. Sau bước 1 trong cốc thu được hai loại monosaccharide, sai, chỉ thu được một thôi bởi vì sen chỉ cấu tạo được từ glucose. Để tăng hiệu suất phản ứng có thể thay H24 bằng 70% bằng dung dịch H24 98%, không được. Bởi vì nếu H24 98% thì nó sẽ hóa đen thành sen luôn. Anh này là cực kỳ háo nước nhá, không thay được. Bình thường mọi thằng khác tăng nồng độ lên là tăng hiệu suất, nhưng thằng này mà tăng nồng độ là hỏng luôn nhá. Vậy chỉ có 1 và 2 thôi, hai phát biểu đúng thôi nhá. Câu này rất hay đấy, nhiều bạn sai câu này lắm. 34. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là đồng oxy hóa được sắt 3 cộng, sai. Đồng nó chỉ khử thôi chứ không oxy hóa được. Natri và Al2O3 tỷ lệ mol 1:1 tan hết trong nước dư, sai. Phải là số mol natri phải bằng số mol của nhôm 3 cộng cơ. Đây là tỷ lệ 1:1 thì natri là 1, nhôm 3 cộng là 3, là 2 mất rồi, nên không. Để lâu miếng gai trong không khí ẩm xảy ra mòn điện hóa học, chính xác. Sục CO2 vào dung dịch BaHCO3 lần không thu được kết tủa đâu ạ. Làm gì phản ứng xảy ra. Trong công nghiệp dược phẩm NaHCO3 được dùng để chế thuốc đau dạ dày, chính xác, mình có C và E đúng. Hai cháu đúng. Đáp án C ạ. Câu 35. Để điều chế oxy hydro điện phân nước cất. Được nhé. CO khử được MgO, sai. CO không khử được MgO, CO nó chỉ khử được những anh oxy kim loại đứng đằng sau đằng nhôm thôi. Dung dịch FeSO4. Dung dịch FeSO4 có thể làm nhạt màu, chính xác, bởi vì anh này còn tính khử. Kim loại sắt không tan trong HNO3 đặc nguội, đúng rồi, nó bị thụ động. Dung dịch NaHCO3 vào hỗn hợp thì thu được cái tủa trắng, chính xác. HCO3 trừ ăn OH trừ tạo thành CO3 2 trừ. CO3 2 trừ ăn với Ba 2 cộng để tạo thành kết tủa BaCO3. Chính xác luôn. Nhúng thanh hợp kim kẽm sắt vào dung dịch NaCl, kim loại kẽm bị ăn mòn trước, đúng, kẽm mạnh ăn sắt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 phát biểu đúng và chúng ta chỉ có 1 phát biểu không đúng. Để yên xem nào. Mình đang bị lỗi ở đâu? Điều chế oxy và hydro điện phân nước cất. CO khử được là sai. Nhạt màu đúng rồi. Không tan đúng.
HCO3 trừ OH trừ CO32 trừ B2 cộng cái tội trắng đúng. Kẽm sắt vào dung dịch NaCl, kim loại kẽm bị ăn mòn trước. Kim loại kẽm bị ăn mòn trước. Đúng. À sai đây là A. Em biết tại sao không? Bởi vì nước cất nó dẫn điện kém. Nước cất dẫn điện kém. Nhá. Thế nên là không thể điều chế oxy hydro bằng nước cất được, mà người ta phải phải thêm những cái hoạt chất. Nhá, người ta phải thêm những cái hoạt chất để tăng cái độ dẫn điện lên thì mới được. Mình nhận xét không đúng, đây là 2. 2A. 2A nhá các em nhá. 36. Phát biểu sau, số phát biểu đúng là benzin acetat có mùi thơm của chuối chín. Sai, hoa nhài. Khi cho vào nước dầu cọ hoặc mỡ gà đều nổ, chính xác bởi vì nó đều là chất béo. Dung dịch alanin làm quỷ tím chuyển màu hồng. Sai, làm quỷ tím không đổi màu. Cao su buna có tính đàn hồi, độ bền kém cao su thiên nhiên, chính xác. Amylopectin trong tinh bột có cấu trúc mạch không phân nhánh là sai, nó phải có cấu trúc mạch phân nhánh. Vậy ở đây mình sẽ có là số phát biểu không, số phát biểu đúng là B và D. 2 phát biểu đúng. 37 đây. 37 là một câu thực tế đây này. 37 là một câu thực tế đây các em nhìn nhá. 37 này các bạn nhìn vào là các bạn nhá, 37 mà các bạn nhìn vào này là toang. Ôi giời ơi, cảm ơn em. Đây này, đây là thầy phô diễn kỹ thuật thôi chứ thầy chưa có giảng nhá. Đây là thầy phô diễn kỹ thuật thôi. Sắp tới trong khóa luyện đề các em sẽ được luyện kỹ năng để làm đúng được tất cả các câu đếm này. 37 ạ. Chúng ta quan sát nhá. Đây là một câu rất là hay. Cho 0,2 mol CO vào H2SO4 20% thì mình thu được là CuSO4 cộng với lại là H2O đúng không? Thế thì số mol CO chúng ta là 0,2. Ok. Số mol 24 chúng ta cũng sẽ là 0,2. Số mol CuS4 sẽ là 0,2. Ok không? Ok chưa? Vừa đủ, sau đó là nguội dung dịch đến 10 độ C. Thấy tách ra m gam CuS4 ngập 5 nước. Thế thì ở đây mình sẽ có này. Đầu tiên là mình sẽ tìm, đây là tan hoàn toàn trong dung dịch này vừa đủ. Vậy mình sẽ tìm được số mol CuS4 rồi. Mình sẽ tìm là khối lượng của H2SO4 nguyên chất cần dùng. Đây thầy giải chậm thôi. Bằng 0,2 nhân 98. 0,2 nhân 98 bằng bao nhiêu đây? 19,6. Thế thì đến đây là mình sẽ tìm ra được là m khối lượng, suy ra khối lượng của H2SO4 20% cần sẽ bằng là 19,6 chia 0,2 bằng 98. Ok chưa? 98. Vậy bây giờ đề bài, bây giờ mình sẽ cần tìm được m dung dịch sau. M dung dịch sau thì bằng m dung dịch ban đầu là 98 cộng m vào là m của CuO. 0,2 nhân 80. 98. 0,2 nhân 80. 114. Ok chưa? Thế thì trong này bây giờ mình đặt, mình đặt là số mol của CuSO4 ngập 5 nước tách ra là x. Ok không ạ? Vậy mình sẽ có C phần trăm của anh CuSO4 nó sẽ bằng là 160 nhân với lại 0,2 trừ x. Được chưa? Chia cho 114 trừ đi 250 x. Ok không? Và nó chính bằng là 17,4. 17,4 trên 100 cộng với 17,4. Và tới đây chúng ta sẽ tìm x. Này các bạn bấm máy tính của thầy xem nào. X bằng bao nhiêu? Các bạn bấm máy tính của thầy nhá. X bằng bao nhiêu? Bấm hộ thầy luôn đi ạ. Cái máy tính này thầy không bấm nhanh được. Cái này phải nhờ các em bấm thôi. Các bạn bấm giúp thầy vậy. X bằng bao nhiêu?
Câu chuyện nó dễ dàng và đơn giản lắm. Bạn bấm giúp thầy với x bằng bao nhiêu ạ? X bằng bao nhiêu? Cho thầy con số, có cho thầy con số. Chả nhẽ bắt thầy làm. Nhẽ bắt thầy làm thì buồn lắm. Xem nào. Bấm giúp thầy nhá, xem x bằng bao nhiêu nhá các em nhá. Em ngại bấm thế. Bạn bấm thầy đi, x bằng bao nhiêu? Máy tính này của thầy cùi không bấm được. Máy tính này thì cùi lắm. Hóng mà bạn comment đáp án này, x bằng bao nhiêu? Bấm máy tính của thầy với. Trời ơi các em ơi. Này bấm máy tính dễ ợt thôi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Bạn nào bấm máy tính thầy? Bất lực nhỉ. Máy tính này không bấm được. Lười quá đi. Bạn nào bấm hộ thầy nào? Nhưng chả nhẽ từng đây bạn học thì không có bạn nào bấm máy tính được hộ thầy sẽ biết bằng bao nhiêu. Em ơi. Đây đây, 17,4 chia 100 cộng 17,4. X bằng bao nhiêu ạ? Hóng xem bạn nào ra đáp án đầu tiên. À, x gần bằng 0,5 à? Ok, cảm ơn. Cảm ơn em rất rất nhiều. X gần bằng 0,5. Các bạn có bấm ra được như bạn không? Thầy đợi tầm 3 đáp án thì đấy mới yên tâm được. Các bạn khác bấm đi ạ. Thầy chưa chốt đâu. Một bạn ra 0,5. Bao giờ ba bạn cùng ra 0,5 thì thấy mới chốt. Các bạn khác ạ. Các bạn khác ạ. Đâu rồi? Ở đây này. Bạn ra 0,12 này. Bạn ra 0,12 này. Một bạn nữa là 0,5 này. Giờ tin ai bây giờ này? Thấy chưa? Ba bạn, các bạn cùng bấm đi. Các bạn cùng bấm cho đáp án gì. Thế thì thầy bảo là phải ba bạn mới ok cơ. Ba bạn mới ok. Các bạn khác, đây, hai bạn đều ra 0,12 rồi. Ba bạn đều ra 0,12. Ok, vậy chốt là 0,12 nhá. X bằng 0,12. Thì cái dạng câu này này, các bạn chú ý nhá. Rất dễ có trong đề thi đánh giá năng lực. Cũng như là đề thi năm nay của chúng ta. Nhá, các bạn phải lưu ý cái dạng này. Ok. Thì với x bằng 0,12 thì mình sẽ tìm được m. Để bảo là khối lượng mà. Khối lượng m gần nhất mà. Tách ra m gam này. Thì mình sẽ có là m bằng C4 cộng 5 nước. 64 cộng với lại 5 nhân 18 bằng 154. Đó. Khối lượng thì nó sẽ bằng là 5 nước mà. Thì là CH4 của mà. 64 cộng 96 cộng 5 nhân 18 bằng 250. Nhân 0,12 bằng 30. 30 và gần nhất với anh nào? 31,08 à? 31,8 à? Alo, 30 thì gần nhất với lại 30,7 chứ. Đáp án đúng đáp án ạ. Tí toàn. Ok nhá. Đây này, mình có 3 câu khủng cơ. Câu 38 ạ. Đây các bạn quan sát thầy giải câu 38 nhá. Chinh phục 38. Mình có này. Hôn hợp x gồm CO M2O3 MS2 COS hòa tan trong HNO3 đặc nóng thu được SO2 là khí bay lên dung dịch muối
chứa 215m chia 107 gam muối. Mặt khác hòa tan m gam x trên vào HNO3. Đây là hòa tan H24 đặc nóng. H2SO4 HNO3 đặc nóng thu được khí 11,2 chia 2 khẩu 0,5 gồm NO2 SO2, tỷ khối so hydro là 23,54 phân tử khối bằng 47,08. Xử lý luôn, anh này 46, anh này 64, 1,08 64 trừ đi 47,08 16,92. 16,92 chia cho 1,08 bằng 47/3. Vậy là tổng là 50, tổng là 50 phần mà mỗi phần mà tổng là 0,05, tổng là 0,5. Vậy là mỗi thằng là bằng, mỗi phần là bằng 0,5 chia cho 50. 0,01, 0,1 nhân 3 thì anh này bằng 0,03. Anh này bằng 0,47. Ok. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,858 gam muối là muối khan. Muối 19,58. Biết trong X tổng khối lượng kim loại lớn hơn tổng khối lượng oxy là 4,08. Thôi kệ nó thôi. Bây giờ mình giải nhá. Mình đặt này. Đặt số mol CuO là A. Số mol Fe2O3 là B. Số mol Fe2 là C. Số mol CuS là D. Được chưa? Khi tác dụng H2O4 đặc nóng dư thì mình sẽ có M muối. Nó sẽ bằng M muối ạ. M muối đây sẽ bằng. Thì muối này có phải là nó tạo thành là Fe2, F4, 3 lần không? Và CuS số 4 đúng không? Thế thì Fe2, F4, 3 lần nó sẽ là 2B cộng C không? Đúng không ạ? Và CuS4 nó sẽ là A cộng D không? Thế CuS4 nó sẽ là 64 cộng 96 bằng 160. A cộng D. Fe2O4 3 lần nó sẽ là 400. 2B cộng C. Được chưa? 2B cộng C ạ. Muối 160 A cộng D cộng với lại 400 nhân với lại 2B cộng C. Nhưng mà nó phải chia cho 2 nhỉ? Chia 2 với Fe2 mà. Ok không? Thì bằng 215m phần 107 gam muối. Đấy là với H24 đặc nóng dư. Thì cái anh này thì nó lại chính bằng. Cái anh này thì nó lại chính bằng. M đây này. Mình thế được M đây. Đây là M mà. 80A. Cộng với 160B. Đúng không ạ? Cộng với Fe2 là 56. 120C. Cộng CuS là 64. Cộng với 96. D. Đây là phương trình số 1. Ok không? Phương trình số 2. Phương trình số 2 mình đi bảo toàn E. Thì đồng không thì chẳng lên được gì. Sắt dương 3 hết rồi. Đúng không? Anh Fe2 này. Anh Fe2 này. Thì nó sẽ nhường. Đây coi là không. Đây coi là không. Vậy là nhường 3C này. Được chưa? Cộng với này. Đây không, không thì là 2D này. Cộng với này. Nhường này. Nhường ạ. Cộng với những cái gì nữa? Nó lưu ý ạ. Đây đây cộng với lại 0,3 nhân 4 này. Cộng với này. Anh này là 2C này. Cộng anh này là D này. Trừ đi 0,3 này.
nhân 6 thì bằng anh này là 0,47. Ok chưa? Đây phương trình xoay. Cái muối này chúng ta thì sẽ gồm đồng hai cộng A cộng D. Đúng không ạ? Sắt 3 cộng 2B cộng C. S số 42 trừ. Phải bảo toàn nhá. 2C cộng D. Trừ đi 0,3. Đúng không ạ? Vậy mình đi bảo toàn điện tích thì mình sẽ tìm được nó 3 trừ. Thì nó 3 trừ nó nhẩm thôi. Nó sẽ bằng là 2A cộng với lại 6B trừ đi C cộng 0,06. Thế mình nhẩm. Bởi vì là anh này nhân 2 cộng với anh này nhân 3 trừ đi anh này nhân 2 thì bằng anh này. Vậy mình sẽ có biểu thức số 3 là M muối. M muối là 19,58. Thì bằng 64 A cộng D 56 2B cộng C 96 2C cộng D trừ 0,03 cộng 62 nhân với 2A cộng 6B trừ C cộng 0,06. Ok chưa? Và phương trình cuối cùng. Phương trình cuối cùng này, khối lượng kim loại lớn hơn khối lượng oxy là 4,08. Vậy phương trình cuối cùng phương trình số 4. 4A à 64A cộng với 56 nhân với lại 2B cộng C 64A cộng 64D A cộng D trừ đi khối lượng oxy là 16 nhân với A cộng 3B bằng 4,08. Vậy giờ bấm máy tính giải thành 1, 2, 3, 4 là sẽ ra được hệ 1 này, 2 này, 3 này, 4 là ra được ABC. Nhá. Giải hệ 1, 2, 3, 4 là ra được ABC. Được không ạ? Mà 3 4 là ABC các em. Ôi các bạn bấm nhanh thế. Ôi các bạn bấm nhanh dã man. A bằng 0,01. B bằng 0,02. C bằng 0,03. Và D bằng 0,1. Ôi cảm ơn em nhá. Úi giời bạn bấm nhanh thế. Xịn 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 xịn. Phần trăm khối lượng F2O3. Thì B bằng 0,02. A bằng 0,01. C bằng 0,03. D bằng 0,01. Giờ đề bài hỏi là phần trăm khối lượng F2O3 trong x gần nhất với anh nào? 0,02 nhân 160 chia cho mẫu đơn N cộng 0,01 nhân 80 cộng với 0,03 nhân 56 cộng 32 nhân 2 cộng 0,01 nhân 64 cộng 32 bằng nhân 100 chứ. 37,38. 37,38 thì gần nhất với lại 38%. B bỏ. Xịn quá nhỉ. 39 ạ. Ui giời câu này thầy cũng nghĩ là năm nay rất dễ thi này. Cracking pentan C5H12. Một thời gian thu được 2,688 chia 22,4. 0,12 mol 7 hydrocarbon. 7 hydrocarbon. Thêm 6,72 lít khí hydro vào X để hỗn hợp X. Thế vậy bây giờ mình sẽ có này 0,12 này. Hydro là 0,3. Nung thu được hỗn hợp Y 8,4 chia 2,4 bằng 0,375.
0,375. Đốt cháy hoàn toàn Y. Rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ thu được CO2 H2O. Sản phẩm cháy hấp thụ đứt với trong dư. Thu mở cam kết tủa. Xác định. Ôi thế câu này dễ quá. Có được beta này mình chưa biết thôi. Hơi căng rồi. Đúng không? X bằng 0,12 nhá. Hiro 0,3. Y bằng 0,375. Thế thì có phải mình sẽ tìm được số con Hiro phản ứng không? Thế bằng là số mol của X cộng số mol của Hiro trừ số mol của Y không? 0,12 cộng 0,3 trừ 0,375 bằng 0,045. Đấy số mol Hiro phản ứng. Mà mình thấy 0,045 nhỏ hơn 0,3 nên dẫn đến Hiro dư. Mặt khác mình lại có là số mol ăn ken bằng số mol Hiro phản ứng. Đúng không? Số mol ăn ken bằng số mol Hiro phản ứng. 0,045. Ok chưa? Vậy mình sẽ tìm được số mol của C5H12 ban đầu. Bằng 0, số mol của C5H12 bằng số mol của X trừ đi số mol của ăn ken. Đúng không? Và bằng 0,075. Thế số mol của thằng C5H12 ban đầu bằng 0,075 rồi. Thì bảo toàn carbon thôi. 0,075 x 5. Thì ra được CaCO3. Kết tủa. 0,075 x 5 bằng 0,375. Nhân 100 bằng 37,5. C 37,5 cả. Dễ quá. Chốt câu cuối. Câu 40. Càng 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 đấy. Hỗn hợp E. 3-ethanol mạch hở. Ester. X đơn. Y2 chức. Z3 chức. Mgame phản ứng vừa đủ với NaOH. Thu được hỗn hợp T. Hancol. Và 3 muối R. R 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn 55,92 gam R. Oxy. Thu được CO2 0,57. Na2CO3 0,37. H2O 0,37. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol T. Thu được CO2 0,54. H2O 1,04. Xác định khối lượng của X trong mgame. Càng càng. Bây giờ thế này. Mình bảo toàn khối lượng mình sẽ tìm được khối lượng của oxy đốt rồi. 0,57 nhân với lại 44 cộng 0,37 nhân 106 cộng với 0,37 nhân 18 bằng trừ đi 55,92 bằng 15,04 chia 32 ra số mol oxy 0,47. Bằng khối lượng. Sau đó mình sẽ bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được oxy trong R. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, tìm được oxy trong R. 0,57 x 2 cộng 0,37 x 3 cộng 0,37 x 1 trừ đi 0,47 x 2 bằng 1,68. Được chưa? Thế thì ngay lập tức mình sẽ tìm được số mol NaOH.
Bởi vì là số từ đây mình sẽ tìm được số mol CO này là 1,8 chia 2 bằng 0,84. Đúng không? Ba muối mà. Đúng không? Oxy trong R 1,68. Số mol Na mất bằng cách đảm bảo toàn natri là 0,37 nhân 2 thì bằng 0,74. 0 đây là oxy thôi chứ chưa chưa phải là CO được, oxy trong R thôi. Nhá. Thế đến đây mình sẽ tìm được số mol nhóm OH bằng là lấy 1,68 trừ đi 0,74 nhân 2 bằng 0,2. Đây là số mol nhóm OH là 0,2. Ok chưa? Vậy mình sẽ tìm được carbon trong R. Bảo toàn ạ, 0,57 nhân 1 cộng 0,37 nhân 1 bằng 0,94. Thế thì ở trong đó thì nó sẽ có là COONa nó đã là 0,74 rồi. Đúng chưa? Và CH2OH nhóm OH đấy nó là 0,2 rồi. Vậy điều này chứng tỏ là không còn carbon nào khác. Không carbon nào khác. Hết rồi. Đây 0,2 cộng 0,74 bằng 0,94 rồi. Vậy mình suy ra R của mình gồm. R mình gồm HCOONa là một cháu này. CH2OH COONa là cháu thứ hai này. Và COONa tất cả hai lần là cháu thứ ba. Được không? Thế thì đây anh này 0,2 luôn. 0,2 luôn. Ok không ạ? Thế vậy bây giờ còn đầu COONa thôi, còn dư H. Còn dư H. H ở đây là 0,37 nhân 2 mà 0,74. 0,74 mà trừ đi 0,2 nhân 3 trong này rồi. Thế này có 0,14. HCONa 0,14 và còn lại CONa thì là lấy 0,74 trừ đi 0,14 trừ đi 0,2 chia 2 bằng 0,2. Ok chưa? Thế mình sẽ tìm được là số mol oxy trong T. Sorry, đây là OH ở trên trong này. Suy ra oxy trong T. Oxy trong T của chúng ta nha các bạn lưu ý ạ. Oxy trong T của chúng ta thì mình phải đi bảo toàn nhá. Mình lấy 0,74 này trừ đi 0,2 thì còn là 0,54. Nhá. Mà ancol chúng ta là có số mol của carbon bằng số mol của oxy. Đúng không ạ? Thì nó chắc chắn là chỉ có thể gồm hai ancol mà. CH3OH C2H4OH hai lần. Đúng không? Thế mình bảo toàn luôn. Đây x, đây y. Bảo toàn 1 2 x cộng y bằng. Đầu tiên bảo toàn carbon 1 bằng 2 bằng 0,54 bằng. Bảo toàn hydro 4 bằng 426 bằng 1,04 nhân 2 bằng x bằng 0,46 y bằng 0,04. Được chưa? Vậy ngay tức mình sẽ suy ra được là x đơn chức của chúng ta chỉ có thể là H COOCH3. Ngon chưa? Y hai chức của chúng ta thì chỉ có thể là H COO tất cả hai lần C2H4. Còn Z3 chức của chúng ta thì nó là hỗn tạp CH3OOC COO CH2COO CH3. Để bạn hỏi khối lượng x trong mgme. Thế giờ cần tìm x thôi. HCO CH3 H
HCO CH3. Thế thì xem nào. Hai thằng này đều có đầu HCO này. HCO 0,14 này. CH3 thì thằng này có CH3, thằng này có CH3 này. 0,46 này. Đây cho này 0,2 vứt đây rồi. Đúng không? Nên CH3 đây 0,2 rồi, thế này 0,46 trừ đi 0,2 còn 0,26. Đúng nhỉ, từ 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 bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây này, đây có 2 CH3 đây, 0,2 nhân 2 bằng 0,4. 0,4, 0,46 thì 0,4 bằng 0,06. Tính khối lượng x luôn. 0,06 nhân với lại 60 bằng 3,6 g. Vậy khối lượng của x bằng 3,6. Câu khá là xịn. Kinh không? Rồi. Trên đây thầy Minh vừa mới giúp cho tất cả các bạn và các em chinh phục xong cái đề thi giữa học kỳ 2, một cái đề mà có mấy câu cuối khá là khoai. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi nhiệt tình và comment nhiệt tình cho buổi học ngày hôm nay. Những bạn nào mà muốn có một cái chiến lược ôn thi phù hợp và muốn có được những cái buổi luyện đề sát nhất và sở hữu những skill kinh khủng nhất của thầy thì có thể tìm hiểu về khoa học bí kíp luyện đề của thầy, luyện 24 đề và ngày 17 tháng 3 sẽ khai giảng. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả bạn và các em rất rất nhiều. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại.